Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Trên Mạng Review. Và bây giờ đang là 8 giờ 21 phút tối. Tôi vẫn ngồi đây để tìm cái câu trả lời cho câu hỏi là cái con Tron Smart T7 Lite, phiên bản rút gọn của Tron Smart T7, nó rút gọn ở cái chỗ nào? Ảo thật đấy. Mời các bạn cùng vào video để tìm hiểu chi tiết xem nhá. Thì đây là Tron Smart T7 Lite, một chiếc loa ở phân khúc sweet spot 1 triệu đồng và rẻ hơn so với cả T7 bản không rút gọn khoảng gần 5 lít. Đấy, tức là rẻ hơn khoảng 1/3. Thế nhưng mà cái thời lượng pin của cái con Tron Smart T7 Lite này thì nó lại là 24 tiếng theo như nhà sản xuất công bố nhá. Thực tế thì mình test cũng phải được mười mấy tiếng đấy, tức là gấp đôi so với cả thời lượng pin là 12 tiếng của chiếc Tron Smart T7. Dã man con gan, không hiểu là cái phiên bản rút gọn tại vì sao mà cái thời lượng pin của nó lại gấp đôi so với cả cái phiên bản không rút gọn. Cái thứ hai là về công suất thì cái con Tron Smart T7 Lite này thì nó cũng có một cái công suất mà lên tới là 24W, tức là chỉ kém một tí so với cả cái công suất 30W ở trên con Tron Smart T7 phiên bản thường. Và cá nhân mình thấy rằng là nếu như các bạn dùng ở trong cái điều kiện gọi là một vài người nghe, kiểu 2-3 người nghe quây quần lại, hoặc là các bạn nghe trong phòng, thì sẽ gần như khó có thể cảm thấy được cái sự khác biệt quá nhiều về mặt công suất giữa cái chiếc Tron Smart T7 thường và T7 Lite. Thế nên nói chung là tôi vẫn thấy cái con Tron Smart T7 Lite này nó mang nhiều những cái yếu tố nó ngon sweet spot như là con T7, nhưng mà lại rẻ hơn tới 1/3. Thì đó cũng chính là lý do mà tại vì sao ngày hôm nay thì tôi muốn nói kỹ hơn với cả anh em về cái con Tron Smart T7 Lite này. Đấy, thì ngoài cái việc là thời lượng pin của nó rất là trâu ra thì đây cũng là một trong những con loa mà hiếm hoi trong tầm tiền. Tôi thấy rằng là nó có app ở trên điện thoại. Và cái app của nó nhá, có thể là chỉnh được các chế độ âm thanh cũng như là có thể chỉnh được các chế độ LED ở trên cái loa này. Ảo thật luôn. Bởi vì là các bạn thấy đấy, để mà làm ra một cái app thì rõ ràng là nó sẽ đôn cái chi phí của loa lên chứ. Thế nhưng mà con này suýt soát 1 triệu, tức là chưa tới 1 triệu mà nó đã có thể chỉnh trên app, từ chất âm cho đến các giải âm cho đến LED đều có thể là chỉnh ở trên app. Thì đúng thật sự là rất là thơm và rất là ảo. Đấy, ngoài ra nếu như xét riêng trong phân khúc loa 24-30W nhá, cũng sử dụng những cái chất liệu vải fabric nhìn tương đối là cao cấp như thế này, cũng là hàng chính hãng, bảo hành bảo trì đầy đủ 12 tháng, đóng hộp đẹp xịn sò, cũng có kháng nước. Nếu như các bạn mua của LG hay là của JBL thì nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng suýt soát 2 triệu, ít nhất là cũng phải 1,5 triệu. Thì con này chưa đến 1 triệu mà nó đã có app thì mình thấy rằng đấy là một cái điểm cộng nó rất là cao. Thế còn về chất âm thì sao? Quan trọng nhất vẫn là chất âm đúng không? Thì với cá nhân mình, khi mà mua những cái chiếc loa này thì có lẽ là mình sẽ hướng tới cái việc đấy là nó phải có một cái nhịp bass sôi động để chúng ta có thể là quẩy được, đúng không nào? Bởi vì là những cái chiếc loa này thì nó cũng hướng tới cái việc đó là nghe những cái thể loại nhạc trẻ, cũng như là hướng tới cái việc là di động du lịch. Bởi vì đây các bạn thấy này, nó có cái móc treo này, các bạn có thể là mang đi du lịch, rồi là có kháng nước IPX7 thì đương nhiên là để bền hơn trong những cái chuyến đi rồi. Thì đấy, thì cái yếu tố mà nó hướng tới đó là giúp các bạn trẻ có thể là tận hưởng những cái bài nhạc sôi động, những cái bài nhạc hip hop, những cái bài nhạc EDM. Thì mình nghĩ rằng con loa này nó làm khá là tốt cái điều đấy. Và đặc biệt là các bạn còn có thể là kích cái nhịp bass lên ở trong cái phần mềm ở trên điện thoại nữa. Đấy, thì như thế có lẽ là cũng khá là đủ rồi. Còn về cái giải mid với cả giải treble thì nói thật với cả các bạn rằng là những cái loa 5-7 triệu mà đi theo cái thiên hướng này thì cái giải mid và giải treble thì nó cũng ở cái mức gọi là trung bình thôi, chứ không thể nào mà lên được những cái nốt cao là tách bạch được cái giọng ca sĩ. Nhưng mà nếu như mà để tận hưởng được khá là trọn vẹn một bài nhạc, ví dụ như là tận hưởng nhạc của Sếp đi, hay là nhạc của Subin Hoàng Sơn tôi rất là thích, thì tôi thấy con loa này nó có thể cân được. Còn trong video này thì đương nhiên là tôi sẽ không test mấy cái bài đấy rồi, đánh bản quyền sập bay kênh thì hôm sau lấy cái gì quay review cho các bạn xem, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái đánh giá đấy các bạn cũng có thể hình dung được rằng là nếu mà muốn tìm loa bass tốt thì con này là một trong những con mà bass nó tốt, nó ấm, nó đầm và nó không có nhiều những cái sự thua kém so với cả những cái hãng nổi tiếng như là JBL hay là LG. Đấy, thế còn về mặt thương hiệu thì chắc chắn là thua kém nhiều rồi. Thì anh em nào mà thích một tí thương hiệu, một tí fancy nữa thì vẫn có thể là thêm một chút tiền để mua những cái dòng loa di động như thế này của những hãng cao cấp hơn. Nhưng mà với cá nhân mình là một người cũng khá là thực dụng và khá là thích những cái tính năng mới, thì mình thấy rằng cái chiếc Tron Smart này nó rất là đầy đủ và nó có lợi thế về giá hơn so với cả những cái sản phẩm đến từ nhà JBL hay là LG. Và còn một cái tính năng nho nhỏ nữa là nếu như mà các bạn có một hội bạn kiểu 3-4 ông chẳng hạn, thì các bạn có thể là mua những cái chiếc loa giống như thế này, bởi vì là nó có thể là ghép cặp với nhau bằng cái nút ở đằng sau này. Đấy, để chúng ta có thể là tạo nên một cái hệ thống âm thanh stereo, hoặc là mỗi ông nghe một kiểu về đấu với nhau cho nó công bằng cũng được. Chốt lại cái vấn đề thì con Tron Smart T7 Lite này, cá nhân tôi thấy là thậm chí nó còn có thể là vượt kèo so với cả cái đàn anh Tron Smart T7
ở cái thời lượng pin, ở cái mức giá cũng như là những cái tính năng nó rất là thông minh. Và một cái thiết kế của nó thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ khá là bền theo thời gian. Bởi vì nếu như các bạn có theo dõi ở trên kênh tôi thì tôi đã làm một cái video review về con JBL Flip 3. Nó cũng có cái thiết kế nó khá là giống như này. Và tôi thấy cái kiểu thiết kế này thì nó rất là bền theo thời gian. Đặc biệt là cái vải fabric này này. Đấy, các bạn kể cả quăng quần các thứ thì nó cũng ít bị bám bẩn. Và nó cũng hấp thu những cái xung lực để giúp cho cái loa nó bền bỉ hơn, nó không bị móp méo nếu như chẳng may các bạn có đánh rơi trong cái độ cao vài chục cho đến nửa mét. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Chone Smart T7 Lite? Liệu rằng đây đã là một cái kèo thơm chưa, khi mà Chone Smart cũng là một cái hãng cũng đã xuất hiện lâu đời và bây giờ cũng đã thể hiện được cái sự uy tín, hay là chúng ta vẫn cứ phải là LG hay là JBL thêm một chút tiền cũng không vấn đề? Đừng quên chia sẻ mình biết ở bên dưới phần comment của video nhé. Và đừng quên rằng là nếu như mà muốn mua cái chiếc loa này với cái mức giá thơm thì đường link có ở bên dưới phần mô tả cũng như mình đã ghim comment. Rất cảm ơn anh em đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nhấn subscribe nếu như thấy video này hữu ích nhé. Ok.